Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Chiến soi kèo nhân viên bóng đá của mình. Thì các cái trận bóng siêu kinh điển này, trận cầu tâm điểm thì vẫn chưa khởi tranh. Tuy nhiên trong cái trang game của mình mà đang dẫn dắt cho tất cả anh em thì vẫn có rất là nhiều những cái kèo bóng cỏ để cho tất cả anh em tiếp nối những cái đam mê của mình anh em nhé. Video này mình sẽ soi kèo trận đấu giữa SKS gặp với Viking. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2:30 rạng sáng ngày mai, tức là ngày 25/6/2022 đấy. Mình sẽ không để cho tất cả anh em phải chờ lâu hơn nữa, thì mình sẽ đi vào soi kèo trận đấu này luôn. Và tất cả anh em đã đưa ra được cho mình những lựa chọn hay quyết định đầu tư chưa? Nếu như tất cả anh em chưa có được một trang bóng uy tín ấy, thì anh em hãy kéo xuống phần mô tả của video này liên hệ mình qua Zalo, Telegram anh em nhé. Đây là một trong những trang game mà mình rất là hay phân tích tổng hợp cho anh em lấy thông tin ở trên này. Thì UEFA Champions League mùa giải mới 2022-2023 thì sẽ được chính thức khởi tranh vào trong ngày hôm nay. Và các trận đấu thuộc vòng sơ loại gồm 4 nhà vô địch đại diện cho 4 giải quốc gia vô địch quốc gia có vị trí thấp nhất ở trên bảng xếp hạng của UEFA. Thì 4 đội sẽ thi đấu và tập trung ở tại Iceland, chia cặp đá bán kết một lượt và hai đội thắng vào chung kết sẽ chọn lấy một đội vào trong những cái vòng loại đầu tiên. Và rõ ràng rằng là Inter Club SKS là đại diện của vô địch quốc gia Andorra, đúng không anh em, tham gia tranh vé vào vòng bảng cúp C1 châu Âu mùa này. Ở cái trận bán kết ấy, thì họ đã vượt qua La Fiora với tỷ số đó chính là 2-1. Còn phía ở bên kia sân thì như nào ạ? Viking thì chính là đội chủ nhà ở cái loạt trận đấu ngày hôm nay, đúng không anh em. Ở cái trận bán kết ấy, thì họ đã vùi dập Levadia với cái tỷ số đó chính là 6-1. Và cái chiến thắng ở 6-1 ở cái bán kết thì đã thực sự giúp cho Viking nhận được một cái nhìn khác về tất cả những cái giới chuyên môn hay là những anh em chúng ta, đúng không anh em. Và chẳng thế mà đội bóng này thì đang chấp SKS với một tỷ lệ khá là cao ở trên sàn giao dịch châu Á anh em ạ. Đó chính là 2-1,4 anh em nhé. Lát nữa thì mình cũng sẽ đi phân tích những cái mã kèo này để giúp anh em có thể đưa ra được cho mình một cái lựa chọn đầu tư hợp lý nhất có thể. Và xét về trình độ và cái sự phát triển lẫn đẳng cấp ấy, thì đội bóng của Iceland thì đang ăn đứt Andorra anh em ạ. Nhưng về khoảng cách thì không lớn đến một cái mức độ mà đáng nói được như vậy anh em nhé. Ngoài cái sự thể hiện ở cái vòng bán kết cũng như là ưu thế sân nhà, thì chúng ta cần phải lưu ý một cái điều rằng là ấy, thì cảm giác thi đấu lẫn trạng thái sẵn sàng của Viking thì đang ở cái mức là phải gọi là hoàn hảo, do mà được thường xuyên ra sân ở trong cái thời gian vừa rồi, khi mà vô địch quốc gia Iceland có cái thời gian thi đấu khác biệt và khởi tranh vào đầu năm nay và kết thúc vào cuối năm. Trong khi đó thì giải vô địch quốc gia Andorra thì lại đang diễn ra giống như cái phần lớn ở các châu Âu khác đã phải vắt qua 2 năm. Thế thì trước khi mà thi đấu ở UEFA Champions League thì Viking thì vẫn thi đấu đều đặn ở cái đấu trường quốc nội. Về cái điểm rơi phong độ thì anh em có thể thấy thì phong độ của Viking đang có một chuỗi toàn thắng 5 trận vừa qua mà chỉ có một trận cách biệt, đó chính là tối thiểu, đó chính là một bàn thôi, đó là trận đấu giữa Agure, đúng không ạ? Và còn về phía phong độ của SKS thì rõ ràng là không được thật sự là quá hoàn hảo cho lắm, bởi vì trong 6 trận gần đây nhất thì họ sở hữu cho mình là 3 trận thắng và 2 trận thất bại và sở hữu cho mình là 1 trận hòa anh em nhé. Mình sẽ không để cho tất cả bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, mình sẽ lên cái tỷ lệ kèo châu Âu và châu Á hiện tại để cho tất cả anh em có được cho mình một trong những cái nhận định nó khả quan hơn. Ở trên sàn giao dịch châu Á hiện tại thì Viking đang được khá là nhiều các anh em tin tưởng trong những cái trận đấu gần đây. Hiện tại thì Viking đã thắng trong 5 trận mới nhất. Còn về phía ở bên kia sân thì SKS thì đang thi đấu khá là phập phù, khi mà với việc là họ chỉ giành được chiến thắng trong 3 trên 7 trận gần đây nhất, đúng không ạ? Cho nên đối với trong cái trận đấu ngày hôm nay thì anh em nghiêng về cho mình một cái mã kèo khi mà anh em chọn là Viking là hoàn toàn là hợp lý anh em nhé. Mình cũng sẽ là lưu lại và nốt lên cho tất cả anh em phải thấy được là về những cái mã kèo mà mình đang đưa ra và nhận định sớm ở trong cái trận đấu ngày hôm nay. Còn đối với cái mã kèo thứ hai mà mình cũng muốn gửi đến cho tất cả anh em, đó chính là cái cửa kèo tài xỉu ở trong trận đấu này, đúng không ạ? Trận đấu kèo tài xỉu ngày hôm nay thì đang được ấn định một cái mức đó chính là 3.25 cho đến 3.5. Nhưng mà với việc anh em có thể thấy, anh em nếu như đầu tư vào đây là mã kèo 3.25 thì khi mà chỉ có ăn được với cái tỷ lệ đó chính là 0.7 thì anh em nên hưởng cho mình thêm một cái cửa đó chính là 3.5, mà tỷ lệ ăn 0.9 là cao hơn anh em nhé, nếu như anh em chọn tài. Còn ở cái kèo tài xỉu ấy thì đây là điều dễ hiểu, khi mà ở trong những cái trận đấu vừa qua anh em có thể thấy này, những cái tỷ lệ nổ trên 3 bàn rất là nhiều luôn anh em ạ. Đấy,
Cho nên rằng là đối với trận đấu ngày hôm nay, khi mà anh em lựa chọn cho mình cái mã kèo thứ nhất đó chính là Viking chấp 2.25 và mã kèo thứ hai thì anh em chọn tài là hoàn toàn hợp lý anh em nhé. Và anh em nên hướng về cho mình một cái mã kèo đó chính là tài 3.5 thì nó sẽ là hợp lý hơn. Ok anh em. Cũng đừng quên rằng ngày hôm nay cái cửa thắng của Viking đang rất là cao luôn anh em ạ. Anh em có thể để ý một chút ở cái về những cái mã kèo châu Âu, anh em có thể thấy nếu như anh em đầu tư vào đấy 1.000 điểm tương đương một củ cho Viking ấy, thì nếu như Viking chiến thắng thì anh em chỉ được thu về cho mình với tỷ lệ đó chính là 0.1 mà thôi. Tức là như nào ạ? Anh em đầu tư vào 1.000 điểm, anh em chỉ thu về cho mình đó chính là được 100.000 thôi. Đấy, và mình cũng sẽ viết lên đây về cho anh em về hai mã kèo mà mình đang đưa ra nhận định sớm cho tất cả anh em. Về mã kèo thứ nhất, anh em có thể thấy đó chính là mã kèo anh em đi cho mình. Nếu mà anh em đi sớm mà theo ý kiến và nhận định sớm của mình nhá, anh em đi cho mình về cái mã kèo đó chính là Viking chấp 2.25. Còn cái mã kèo thứ hai, anh em đi cho mình về cái cửa tài 3.5 với tỷ lệ ăn đang được ấn định ở trên trang game, đó chính là ăn chấm, nếu anh em đầu tư 1.000 điểm sẽ thu về cho mình 0.98. đấy, và đây là hai mã kèo rất là sớm mình muốn gửi đến cho tất cả anh em đang yêu quý và ủng hộ mình ở trên kênh Chèn Soi Kèo. Tất cả những vấn đề thắc mắc hay là bất kỳ những cái vấn đề mở nạp tài khoản đấy thì anh em hãy kéo xuống phần mô tả của video này liên hệ với mình qua Zalo anh em nhé. Và đừng quên tham gia vào nhóm bóng của mình ở phía Telegram. Bản thân Chiến thì sẽ không thu phí của tất cả anh em. Nếu như anh em còn bất kỳ câu hỏi nào thì hãy để ở dưới phần comment anh em nhé. Chúc tất cả anh em có thật nhiều sức khỏe và thành công.